Em lại về cái lô sạc cho các bác nhé, lô dây sạc, cáp sạc micro USB đây, về được cả thùng nữa cho bác đây rồi. Đấy, hôm trước về được cả mấy thùng thì hết rồi, nay về. Và đợt này thì mềm mại cho các bác nữa nhé. Đây là những chiếc cáp sạc của micro USB, thì dòng này nhà sản xuất họ đã xác định đây rồi, nó là 200.000 đồng, họ niêm yết trên này rồi. Nhưng để cho các bác 90.000 một hộp này. Một hộp này thì gồm có 3 sợi, 3 sợi nhé, 3 sợi. Trong này nó có ghi này, một cáp dài 2 mét nhé, 3 cáp 2 mét này, 1 mét đấy, và 20 cm, đầu nó phải 25 đấy. Đây, loại ngắn nhất đây là 20. Có một hộp này là 3 sợi, để một hộp 3 sợi, sợi dài nhất là 2 mét, sợi này là 1 mét đây ạ. Họ đã ghi luôn 2 mét, 1 mét và 20 cm đấy, 2.4A được chưa. Những chiếc sạc này thì đã được niêm yết công khai là giá 200.000 một hộp này, một đổi một trong vòng 12 tháng. Và các bác ở bây giờ thì để cho các bác 90.000 này, vào tình trạng hoạt động tốt cho các bác nhé. Hộp này 90.000 được 3 bộ này, các bác có thể dùng ở nhà, dùng trên xe hơi cho nó gọn này, rồi cắm, tóm lại là cắm thoải mái. 90.000 một hộp các bác nhé, trước là 130.500, giờ cho để cho các bác 90.000. Đặc biệt là trên này này, ở cái lớp này bọc dù nhé, bọc dù rất là tốt, nó không phải dây vớ vẩn đâu. Bây giờ các bác có đi một số cửa hàng, bác mua loại mấy loại dây đều đều, các bác ăn 5-70 một dây rồi, chứ không phải là 90.000 một bộ này đâu. 90.000 bộ gọi là các bác mất tầm 15-20.000 tiền cước nữa, gọi là trăm mốt, cũng còn rẻ. Trước bán toàn 200-300, là toàn là 130, 180, 200. Bây để cho bác 90.000, bác nào lấy vài hộp. Đấy, lên chưa? 90.000 một hộp. Chứ chả nhẽ nói 182 hộp, bắt các bác lấy một hộp thì tùy các bác, chứ nhiều bác không muốn lấy hai hộp. Đây là chân micro USB, chân sạc này. Cái chân sạc này thì các bác có thể sạc cho điện thoại này, sạc cho các thiết bị, sạc cho điện thoại này, sạc cho các thiết bị phụ kiện trong gia đình các bác. Bây giờ đây, ví dụ như em thử chẳng hạn. Em đang cắm sạc trong này. Đây, ví dụ như cái súng phun sương này, em hay sạc chẳng hạn, đúng không? Đây, nó có chân coi, micro USB này. Đó. Đây, súng súng phun sương này. Được chưa? Đây, súng phun sương này. Rồi là điện thoại này. Đây, ví dụ đây, bác nhìn đây. Đây, súng phun sương này. Điện thoại này cũng có chân micro USB đây, ở trong này. Được chưa? Đấy, điện thoại này. Bởi vì em một tay em cầm em quay nên nó bắt buộc em phải cậy nên khó đây. Con này nó có chân sạc micro USB đấy. Đây. Đó, chân sạc điện thoại này. Các loại điện thoại nhé, đều sạc chân sạc micro USB. Hoặc là con này, con chìa khóa của xe này chẳng hạn, cũng có sạc chân đấy. Đây, có nhìn nhé. Đấy. Thì cái chân đấy chính em Tuấn đang dùng. Đây. Tuấn đang dùng nhé. Em sạc nó là chính là cái chân micro USB này. Nó chính là chân này này. Đấy, ví dụ bây giờ em cắm vào đây nhé. Này. Đấy. Em cắm nó báo đèn luôn. Có nhìn thấy chưa? Ok chưa? Rút, đấy. Rút ra này. Em cắm vào đây chẳng hạn. Đấy, em cắm vào đây nhá. Nhìn này. Em cắm sạc cho cái nói chung là nó sạc đủ các loại các thiết bị phổ thông. Đấy, báo đã sạc luôn này. Ok chưa các bác? Đấy là đối với dây micro USB đấy là có mức giá. Mức giá như em Tuấn đã báo rồi nhá. 8 à 90.000 một bộ, 3 dây.